biển Bạc Liêu thuộc khu vực Tây Nam Bộ, là cực nam của Tổ quốc. Tuy có vị trí địa lý khá xa xôi, nhưng Bạc Liêu cũng đang ngày càng phát triển các dịch vụ du lịch, thu hút đông đảo khách tham quan ghé đến. Ngoài những điểm đến nổi tiếng như cánh đồng điện gió, nhà mát, chùa Quán Âm Nam Hải, nhà công tử Bạc Liêu, thì biển Bạc Liêu cũng là địa danh rất đáng để bạn ghé đến. Tuy không có được vẻ đẹp nổi bật như vùng biển của Nha Trang, Vũng Tàu, Đà Nẵng, nhưng Bạc Liêu lại mang trên mình một bầu không khí rất thanh bình, tĩnh lặng, mộc mạc. Miền đất của những người lao động miệt mài ngày đêm. Bãi biển chạy dọc theo đường DT38 thuộc phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu. Từ trung tâm thành phố đến đây khoảng 10 km, rất thuận tiện để bạn di chuyển về đây ngắm bình minh và hoàng hôn. Thời tiết tại Bạc Liêu cũng như các tỉnh miền Tây chia làm hai mùa rõ rệt là mùa nắng và mùa mưa. Nhiệt độ quanh năm mát mẻ, mùa khô cũng không quá khắc nghiệt. Vì thế nên bạn có thể tới tham quan biển Bạc Liêu vào bất cứ thời điểm nào trong năm, họ thích tắm biển. Bãi biển Bạc Liêu mang trên mình vẻ đẹp rất đổi hoang sơ vì chưa bị bàn tay con người can thiệp quá nhiều. Chính vì vậy, dù các hoạt động du lịch, dịch vụ ở đây không quá đặc sắc vẫn thu hút rất nhiều du khách ghé đến. Đặc biệt là với những bạn đang tìm kiếm một nơi nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc, học tập mệt mỏi, thì đến với một vùng biển yên tĩnh như thế này sẽ cực kỳ lý tưởng. Buổi sáng bạn có thể ra biển sớm ngắm bình minh, mặt trời ló rạng cũng là lúc những đoàn thuyền đánh cá trở về sau một đêm miệt mài đánh bắt. Lúc này biển Bạc Liêu cực kỳ huyên náo, tiếng cười nói, tiếng bán mua đánh thức không khí sớm mai. Còn nếu đến đây vào buổi chiều tà, bạn sẽ được ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, những tia nắng yếu ớt của khoảnh khắc ngày tàn lấp lánh theo từng con sóng xô vào bờ. Thank you.
Thank you.
video xin được tạm dừng nơi đây. Chúc các bạn vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video của Phong Cảnh Làng Quê. Các bạn nhớ ủng hộ, bấm nút like và đăng ký kênh để cho mình có động lực làm những video tiếp theo.